thánh, đây là hội thánh đầu tiên của người Việt, cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại Brisbane. Trước đây hội thánh chỉ một group người tị nạn nhóm chung với hội thánh Baptist Moffat, do một vị quân nhân, coi như cụ quân nhân là ông Steve Bradley, tiếng Việt gọi là ông Nguyễn Cao Lễ. Đầu tiên khởi sự khoảng 14 người, nhưng mà xây dựng hội thánh bây giờ thì dân số có thể trên dưới khoảng 200. Dù một niềm tin nào thì chúng ta vẫn là một người Việt Nam, và chúng ta được kết hợp với nhau, đoàn kết để xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Cộng đồng của người Việt tại đây, chúng ta đấu tranh cho sự tự do, và cũng bởi sự tự do mà chúng ta phải bỏ nước ra đi. Cộng đồng Công giáo Việt Nam chiếm khoảng 80.000 người trong tổng số gần 300.000 người Việt định cư tại các tiểu bang Úc. Hiện có khoảng 120 linh mục trông coi cộng đồng Công giáo tại Úc và 200 tu sĩ đang được đào tạo trong các chủng viện hoặc học viện, cũng như các tôn giáo khác tại Úc. Cộng đồng Công giáo Việt Nam tham gia hầu hết các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do, hay hưởng ứng các cao trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy là trung tâm đang được xây dựng và người tiền nhiệm để mua lên cái mảnh đất mà rộng rãi, thoáng mát như thế này. Đó là sự đi trước, nhìn xa trông rộng của cha Bartolomeo Quỳnh San và những anh chị em trong ban thường vụ lúc bấy giờ đã vẽ ra cái mẫu nhà thờ này trước khi con về đây. Trung tâm của chúng tôi ở đây, ngoài việc dâng lễ, đọc kinh, còn luôn luôn hướng về quê hương mẹ Việt Nam. Cho nên có những biến cố xảy ra ở Việt Nam thì chúng tôi không thể im lặng, luôn luôn muốn những người anh chị em ở lại Việt Nam được tự do và được sống đúng nhân bản và hạnh phúc. Trong khoảng thời gian thập niên mà 80 á, thì mình đi vượt biên. Cho nên khi tới đấy á, thì cha thủ với hội đồng mục vụ hồi đó mới đặt cho cái nơi này gọi là Trung tâm Đức Mẹ Thiền Nhân. Mà nơi đây trong cộng đồng này tôi luôn nói tới vấn đề tiếng Việt, nhắc nhở để cho các em, về các gia đình giáo dục các em tiếng Việt, bởi vì có tiếng Việt á, mình khỏi quên nguồn gốc. Thì trong văn hóa có nhiều nét lắm, mà tôi nhận được một điểm quan trọng á, là đạo hiếu, bởi vì nó xây dựng cái đời sống gia đình, và gia đình là tế bào của xã hội. Năm 1995, chúng tôi đã đưa một tượng Đức Mẹ Fatima rất là tuyệt vời từ Ý. Năm 1998, chúng tôi lại xây một cái trung tâm tĩnh huấn thánh Giuse. 2008, thì chúng tôi lại chuẩn bị một cái kế hoạch khác là xây chạng đài thánh giá chứa được khoảng chừng 20.000 người. Cái đài Đức Mẹ Thuyền Nhân rất là tuyệt vời để ghi lại hình ảnh mẹ Maria đồng hành với con dân Việt Nam đi vượt biên. Cái năm 2018 vừa rồi thì cả liên bang đã tập trung về cái miếng đất trung tâm hành hương thánh mẫu Prince George đi đấy để cử hành cái ngày đại hội thánh mẫu liên bang Úc Châu. Cộng đồng Công giáo Việt Nam luôn luôn hỗ trợ tích cực cho cộng đồng Việt tự do trong tất cả các tiểu bang. Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở tại Tây Úc này đã thành lập từ năm 1981. Sở dĩ chúng tôi có cơ sở rất là khang trang nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người. Chúng tôi có lớp trường Việt ngữ sinh hoạt khoảng chừng gần 300 em. Chúng tôi cũng kết hợp với cộng đồng người Việt tự do trong những cái sinh hoạt của cộng đồng. Hơn 4 thập niên xa quê hương, nhưng người Việt Nam hải ngoại vẫn luyến tiếc nền giáo dục của miền Nam trước năm 1975.
với một triết lý giáo dục được ghi vào Hiến pháp năm 1967, dựa trên ba nguyên tắc căn bản sau đây. Giáo dục nhân bản dựa trên nhu cầu căn bản của con người. Giáo dục dân tộc tôn trọng giá trị, bảo tồn và phát huy được tinh anh và truyền thống của dân tộc. Giáo dục khai phóng, mở cửa để tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến, tinh thần dân chủ và tiếp nhận giá trị văn hóa nhân loại. Thấm nhuần triết lý giáo dục đó, ngày nay tại Úc Châu, thế hệ thứ nhất tiếp tục công việc giáo dục con em bằng cách vận động thành lập các trường Việt ngữ tại các tiểu bang để dạy các em tiếng Việt và bảo tồn văn hóa Việt. Một cái ủy ban giáo chức của chúng tôi họp lại với nhau để đề nghị cho bộ khảo thí ở đây chấp nhận cái chương trình giảng dạy tiếng Việt và cho các em lớp 12 đi thi. Cái tiểu bang Nam Úc này là một trong những cái tiểu bang mà tương đối nổi tiếng về vấn đề hỗ trợ cho cái giáo dục đa văn hóa. Và qua cái tiến trình đó thì chúng tôi đã hỗ trợ cho Đại học Adelaide có được 2 khóa huấn nghiệp giáo chức Việt Nam để huấn luyện cho khoảng 60 giáo chức Việt Nam mà ra để hướng dẫn cho các em ở trong các cấp để dạy học tiểu học, trung học và đại học. Là khi các em chọn một cái môn như là môn ngôn ngữ và đặc biệt là tiếng Việt đó, thì các em được điểm kêu là bonus, tức là được điểm thêm để vô đại học. Cái là trường Việt ngữ cộng đồng đã thành lập hồi năm 1980. Sĩ số nhà trường của năm nay là được lên tới 365 học sinh, mà nhà trường cũng có một khối học toán, toán Việt là khoảng 140 em nữa. Và sĩ số giáo viên thì nhà trường có khoảng 20 giáo viên dạy tiếng Việt và khoảng 10 giáo viên dạy toán Việt. Tôi nghĩ rằng cái mục đích lớn lao của trường Việt ngữ đó là giúp cho các em nói và hiểu ngôn ngữ Việt, biết về các văn hóa của người Việt, và sau này các em sẽ đóng góp cho cái cộng đồng người Việt tương lai. Khi mà chúng tôi lớn tuổi và chúng tôi không còn làm việc được nữa thì chúng tôi rất mong muốn các em sẽ trở lại như là cô Kim Khuyên, là một học sinh của trường Việt ngữ ngày xưa và bây giờ cô trở về với cương vị là hiệu trưởng. Trường Việt ngữ được thành lập năm 1981, ban đầu là do các anh chị qua đây trước, tức là quý thầy cô và có những người là đã từng làm hiệu trưởng của ở bên Việt Nam, ở các trường của tỉnh, thì ngồi lại với nhau và thì lúc đó cũng chưa có được tài trợ gì cả, cũng tự lập rồi mướn những cái phòng của các hội đoàn, nhưng sau đó thì dần dần được lan rộng ra và phát triển. Một năm giữ truyền thống, tổ chức văn nghệ trung thu và do chính các em mỗi lớp là tự làm chương trình văn nghệ để trình diễn. Và nhờ đó mà cộng đồng có cơ hội để đến và sinh hoạt cũng như học mặt với nhau. Trường cũng được sự bảo trợ của chính thủ đô ACT. Để tưởng nhớ đến 521 chiến binh Úc đã hy sinh trong cực chiến bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Camera mình nhỏ nhưng mà các trường Việt ngữ rất là dễ thương. Cái trường Việt ngữ đầu tiên, trường Việt ngữ duy nhất và là trường Việt ngữ không thể thiếu của đại gia đình cộng đồng người Việt tự do ở Camera. Hồi nãy chú Bình có nói với các con
về cái nguồn gốc và lý do tại sao chúng ta ở đây. Vị nhân của thế giới là những người họ luôn luôn nhớ cái nguồn gốc của họ. Thì chúng tôi có rất là nhiều trường Việt ngữ trên khắp mọi nơi, và nhất là ba cái nơi mà cư ngụ người Việt đông nhất là Capramatta, Bangsal và Marrickville. Theo thống kê năm 2013, ngôi trường lớn nhất trong nhóm liên trường văn hóa Việt Nam ở Sydney là trường ở vùng Bangsal với 760 học sinh gốc Việt. Thứ hai là trường Kellyvale gồm 650 học sinh. Thứ ba là trường Marrickville có 150 học sinh. Thứ tư là trường Lakemba có 150 học sinh. Tiếp theo là trường Villawood có 160 học sinh. Trường cuối cùng nằm ở Capramatta gồm 240 học sinh. Nếu nước Úc có Chinatown của người Hoa thì người Việt Nam cũng có các khu buôn bán của người Việt. Khu thương mại chính khá lớn của người Việt nổi tiếng ở Sydney được hội đồng thành phố đặt tên là Saigon Place. Trải qua thời gian, các khu người Việt càng trở nên nổi tiếng với du khách thập phương. Ngoài những hàng hóa đa dạng hay những món ăn dân tộc Việt Nam với giá rẻ, du khách còn tìm thấy nơi đây những nét văn hóa riêng của người Việt. Khi mà có chương trình gì mình ủng hộ bánh mì hay là ủng hộ được cái gì mình ủng hộ cho anh em. Từ tiệm thực phẩm của ba má nó từ mới lên cái tiệm này, đến bây giờ là 40 năm rồi. Cái cộng đồng mình ở đây rất là đoàn kết.
mà cộng đồng cần quyên góp hay đóng góp gì tiệm đều làm hết, tiệm đều phụ giúp hết. Tại Melbourne có khu chợ Footscray sầm uất, được người Việt ví như một Sài Gòn thu nhỏ trên nước Úc. Khu vực này gọi là Little Sài Gòn Shopping Center. Cái khu vực chợ này là chúng tôi phát triển từ cuối năm 1992 mãi cho đến 2016 thì bị có trận hỏa hoạn. Chúng tôi dự định phát triển thành một cái khu vực cho người già về hưu ở vào một cái khách sạn, và sẽ được xây dựng vào cuối năm nay 2019. Chủ nhân tiệm phở Tâm nổi tiếng tại Melbourne là một thuyền nhân từ trại tị nạn đến Úc năm 1984. Hai vợ chồng vất vả một thời gian dài như những người tị nạn khác cho đến khi có khả năng mở tiệm ăn này. Cô Tạ Hoàng Anh, chủ nhân tiệm La Phở Vietnamese nổi tiếng trong khu thương mại, nhờ cung cấp các món ăn thuần túy Việt Nam nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với rất nhiều người Úc, không khác gì các nhà hàng Thái Lan tại miền Bắc nước Úc. Farm Group về thực phẩm hiện có 4 cơ sở và có thể phát triển thêm trong tương lai. Chính quyền địa phương rất quan tâm đến kinh doanh và để ý đến những nguyện vọng của các cơ sở thương mại Việt Nam. Hiện tại bây giờ cái tiếng nói của người Việt của mình đối với tại thành phố này và tiểu bang này cũng là một tiếng nói rất là quan trọng và tiếng nói rất là có giá trị. Ông Nguyễn Ngọc Sơn là một tấm gương thành đạt trong ngành ấn loát. Ông cho biết dù đã có kiến thức về ngành in tại Việt Nam, nhưng khi hội nhập vào lĩnh vực này tại Úc, ông phải đối phó với nhiều trở ngại về tài chính, kỹ thuật và nhất là ngôn ngữ. Nhưng ông quyết tâm vượt qua những khó khăn, tiếp tục học để lấy bằng. Đi từ những bước đầu gian nan, đến hôm nay ông trở thành chủ nhân một cơ sở ấn loát lớn nhất của người Việt tại nước Úc. Ông chia sẻ những kinh nghiệm bản thân như sau. Trong một cái nghề nào cũng vậy, thứ nhất là mình phải yêu nghề. Mình yêu nghề, mình đam mê nó thì mình có hy sinh với nó thì mình mới đạt được những cái gì mình ước muốn. Ra khỏi các thành phố như Adelaide, Brisbane, Perth hay Darwin chừng một giờ lái xe, du khách bỗng thấy những vườn cây, những cơ sở nông trại chạy dài hai bên đường. Người hướng dẫn cho biết đa số những nông trại này thuộc sở hữu của người Việt Nam. Người Việt tị nạn đã có mặt tại những vùng đất này từ đầu thập niên 80. Thời gian đầu họ làm việc trong các trang trại, rồi sau một thời gian rành rụt, họ xoay sở mua đất hay mua lại các nông trại để trở thành những chủ nhân, nhanh chóng phát triển cơ sở và kỹ thuật trồng trọt. Như một kinh nghiệm từ trong chiến tranh, người Việt có khả năng gầy dựng cuộc sống trong một thời gian ngắn, dù trong một môi trường mới đầy khó khăn. Từ năm 89 là tôi mua cái miếng đất này là đất không có gì hết. Trước khi làm thì chưa có được đi học. Khi mình vô nghề làm thì Bộ Nông nghiệp
người ta tổ chức những cái khóa học, người ta dạy miễn phí và dạy những cái cách thức quản lý đất đai, trồng trọt, sử dụng hóa chất như thế nào để an toàn. Những người Việt mà họ ở những tiểu bang khác thì không biết lý do gì, bây giờ họ cũng từ từ họ về, họ tìm hiểu và họ dời về đây để làm cái nghề này. Từ hồi xuống cái cà con cho tới khi là mình phá cái cà khoảng 8 tháng rồi. Tới chừng là mình thâu hoạch trái á, thì mình bán ở LA và mình bán ở Sydney, mình gửi xuyên bang mình bán. Đây thì có xoài thì có 3 loại xoài, có một số mít khoảng hơn 200 cây mít, đồ trôm trôm khoảng hơn 200 cây, đồ cốc khoảng 300-400 cây cốc, thanh long thì số 700 gốc. Tới cái mùa thì mình mướn người họ hái tất cả phương tiện máy móc trong này hết. Tôi đến Úc đầu năm 1981 ở Sydney, thấy Darwin có bộ được quá, tôi tóc Darwin mua miếng đất này, mua đất gần làm farm. Với hơn nữa cộng đồng người Việt thì nó ít, nhưng mà sự đoàn kết thì thấy vấn đề tình người thì tốt lắm, nhất là người nông thôn sống mình chất phát thật thà, cuộc sống đây thì rất là thoải mái. Đến đây 1989, đầu tiên đến đây thì không biết tiếng Anh, cho nên bắt đầu vô đi làm công cho những gia đình là làm farm. Sau đó mới may mắn gặp được một người hướng dẫn mới vô được cái hội trồng nấm. Thì theo em thấy nếu mà ai đi đến cái ngành này thì nó có nhiều tương lai hơn, là vì ít có những người trồng ngành này. Sau 7 năm rưỡi thì cái tài chính nó ổn định thì tôi lại thích trở về cái đời sống của nông thôn, như là tôi đã sinh ra ở Cần Giuộc, Long An ở Việt Nam. Tôi quyết định mua cái farm 10 acre. Cái thị trường, cái marketing nó đòi hỏi, thành ra tôi phải trồng cái loại dưa dài, tiếng Anh nó gọi là Continental Cucumber. Cái bộ nông nghiệp, nếu chúng ta muốn học hỏi, họ sẽ huấn luyện, họ sẽ dạy, họ sẽ train mình tới cái mức mà mình thấy đủ. Ở đây có khoảng 400 gia đình làm farm lớn nhỏ rải rác trên khắp các thành phố của tiểu bang Queensland. Chúng tôi là những người đầu tiên mà vận động để thành lập cái hội nông gia Việt Nam tại tiểu bang Queensland này, và xin tài trợ của Bộ Nông nghiệp của tiểu bang để thành lập 5 khóa học. Tôi mua một cái farm này là cái miếng đất, là nó miếng rừng. Thì tôi mua là cây lớn không có gì hết, về với mướn người phải phá cây, rồi bắt điện vô, rồi đào giếng nước, khoan nước, rồi làm mấy cái nhà greenhouse này. Farm này bây giờ tôi đang trồng Lebanese cucumber, tức là cái dưa chuột. Theo tôi thấy những người bạn của tôi mà qua đây làm farm á, đã mấy chục năm rồi á, thì tôi thấy tạm thời thành công. Thì tôi thấy người Việt mình bây giờ bỏ đâu cũng sống được hết. Tôi qua đây nó tất cả là 29 năm. Thì tôi đi làm mướn cho người ta thôi, xong gom góp, xong rồi là mướn đất làm, xong rồi là gầy dựng lên. Và qua đây tôi mua cái đám này chỉ là cái rừng thôi. Tôi cũng cảm ơn ông bà tổ tiên với cảm ơn trời đất. Tôi làm ăn cũng may mắn. Tôi cũng khuyên mấy cái người bà con của mình, chính phủ các nước tự do này người ta cũng rất là tốt với mình, thì mình cũng đừng lên làm những cái chuyện gì, ví dụ như buôn bán những cái chuyện gì mà nó không có hợp pháp ấy, đến là tức là đã không trả ơn người ta mà làm hại cho đất nước người ta.
Sau khi ổn định cuộc sống, cộng đồng người Việt tại Úc muốn có những tượng đài để tưởng niệm các chiến sĩ Úc Việt đã hy sinh trong chiến tranh, cũng như để tỏ lòng biết ơn chính phủ và người dân Úc đã tạo cơ hội cho người Việt xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Biểu tượng thứ hai cho tượng đài nhằm tưởng niệm những thuyền nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do và nhắc nhở thế hệ trẻ rằng cái giá của tự do là những gian khổ và cả sinh mạng phải trả của thế hệ đi trước. Dạ thưa quý vị, chúng tôi hiện bây giờ là đang đứng trước ở cái RSL của Dandenong. RSL là một tổ chức hỗ trợ những chiến sĩ Úc đã tham chiến tại Việt Nam. Đây là tượng đài chiến sĩ Úc Việt đầu tiên được xây dựng do sự đóng góp của người Việt. Tượng đài này được xây dựng với cái nội dung y hệt như là cái nội dung ở tại bia tưởng niệm thuyền nhân ở tại Bia Đông và Ga Lăng, và bị áp lực của nhà cầm quyền Hà Nội phải bị đập bỏ cả hai cái tượng đài đó. Mặt thứ hai nữa đó là cũng để cảm ơn chính phủ của Úc và bà con ở tại Úc đã giúp đỡ cho thuyền nhân Việt Nam ở tại Úc định cư cũng như là các tổ chức quốc tế. Có 521 người đã tử trận tại Việt Nam. Và đằng sau cái tượng đài này đó là danh sách của tất cả những người bảo trợ. Mỗi người như vậy đã bảo trợ một tử sĩ. Và đây là cái lý do tại sao mà người Úc ở đây, những người lính Úc ở đây, họ rất là quý mến cái cộng đồng của chúng ta. Đây là đài tưởng niệm đầu tiên. Toàn bộ nguồn vốn đến từ tổ chức cộng đồng, cá nhân, các hội đoàn và doanh nghiệp của người Việt. Các cựu chiến binh Úc muốn đóng góp cũng được khước từ. Hoàn toàn đó là món quà từ cộng đồng Việt Nam. Là một cựu chiến binh, tôi nói điều này với sự tôn trọng tối đa. Đôi khi cử chỉ của người Việt, nhất là các cựu chiến binh người Việt, tôn vinh những người lính Úc đã hy sinh, đã khiến mọi người cảm động, không nói nên lời. That they honor Australian soldiers, Australian veterans in particular, Vietnam veterans in particular. Sự hy sinh của họ rất là vô bờ bến. Chúng ta cũng không quên cái sự hy sinh vô bờ bến của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình trong cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt. Và cái mặt sau là chúng ta ghi bằng tiếng Việt, tổ quốc đời đời ghi ơn những chiến sĩ quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân. Cái cổng này là tượng trưng cho cái sự hy sinh của đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Cộng đồng Việt Nam chúng ta là một cộng đồng nhỏ bé, nhưng mà được cho xây cái tượng đài này nằm trong cái khuôn viên của đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Đó là một niềm hãnh diện chung, không phải tại Quy Long còn không, mà còn trên nước Úc và còn toàn thế giới. And I joined the Vietnam Veterans. I was president there for 4 years. Khoảng 10 năm trước đây, tôi đã tham gia Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Tôi là chủ tịch của hội được 4 năm nay. Cô Teresa và cả nhóm cứ tiếp tục tiến lên, dù bị hội đồng thành phố từ chối. Cuối cùng chúng tôi đã được chấp thuận xây dựng đài tưởng niệm này. Thật là một điều tốt đẹp. Wow. It's, I think it's very good. Sau một thời gian dài vận động các chính khách liên bang và tiểu bang để xin chính quyền cấp cho cộng đồng Nam Úc một khuôn viên dựng cờ vàng, cuối cùng, Ủy ban vận động cờ vàng tiểu bang Nam Úc đã được Hội đồng thành phố chấp thuận cấp cho một khuôn viên rộng lớn để xây dựng công trình. Vui mừng nhất là chúng tôi được Hội đồng thành phố của Woodville Council chấp nhận cho lá cờ ở khuôn viên cờ vàng đường Henson là biểu tượng của cộng đồng người Việt ở đây. Trong lòng chúng tôi lúc nào cũng mong ước làm một cái gì đó để lại cho thế hệ mai sau thấu hiểu được vì sao mà cha ông phải bỏ nước ra đi và ra đi bằng cách nào để đến được bên bờ tự do. Cuối năm 2016, cộng đồng Nam Úc
đã thảo luận với Thượng nghị sĩ Ngô Thế Tùng về dự án xây dựng tượng đài thuyền nhân. Sau gần 2 năm chờ đợi, Hội đồng thành phố Adelaide đã chấp thuận cấp đất cho cộng đồng và cho phép dự án được tiến hành. Cái chân tượng đài nó là cái gợn sóng, nhưng mà nó cũng nhìn nó là cái bàn tay nâng đỡ của nữ. Ở dưới chân tượng đài nó là cái trống đồng ngọc lũ, đường kính và ba thước ba đúc bằng đồng và có thể tồn tại khoảng 300 năm. Mang cái trọng trách với ban chấp hành cộng đồng trao phó cho là cái người mà phối hợp về nghệ thuật. Về ý nghĩa của tượng đài thuyền nhân, ông Vũ Văn Hải cho biết, người phụ nữ cầm trong tay con chim bồ câu nói lên khát vọng tự do. Đứa con trai là nòi giống của gia đình, được mẹ dẫn theo, nhưng vẫn còn quay lại nhìn quê hương của mình. Hơn 20 năm nay, cái viện bảo tàng này có cái đặc điểm là không những chỉ là một cái viện bảo tàng nhưng là cũng là một cái cơ sở để chúng tôi có những cái hoạt động chẳng hạn như là văn hóa. Chúng tôi được sự hỗ trợ của chính phủ địa phương là một khoảng đất. Miếng đất này được Hội đồng thành phố Maribyrnong cho cộng đồng mướn qua hình thức tượng trưng. Cái chương trình chúng ta chia ra làm 3 phần. Chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang và 1/3 còn lại là phải cái phần tài chính là phải do cộng đồng. Theo ông Hạnh Đỗ, cuộc vận động xây dựng viện bảo tàng khá quy mô, được phổ biến rộng rãi đến các quốc gia có người Việt định cư. Cái project này dự định là khoảng 4 năm, em nghĩ nó sẽ shortcut được trong vòng 2 năm. Công trình này làm nên một con đường mỹ thuật với những hình tượng là con thú và bông hoa cây cỏ của vùng Darwin và những cái biểu tượng đặc biệt của những sắc dân đang sinh sống tại Palmerston. Cái trụ thiên địa nhân với ý nghĩa đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả phải đều hòa hợp với nhau. Trụ thiên thì có hình con rồng, trụ địa thì có lân, quy và phụng. Trụ nhân thì có hình hai phụ nữ Việt Nam bằng áo dài và áo tứ thân. Cứ hàng năm vào cái ngày World Refugee Day ngày 20 tháng 6 thì đồng hương chúng ta, cộng đồng đã tề tụ về đây để làm một cái lễ thắp nến dịp lễ Tết hay là ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi có những cái buổi lễ thượng kỳ đưa những cờ vàng của chúng ta ở trên thành phố Bang Sao.
Sau khi Thủ tướng Gough Whitlam bị toàn quyền Sir John Kerr bãi nhiệm cuối năm 1975, chính phủ mới của Thủ tướng Malcolm Fraser quyết định thực thi một chính sách nhân đạo đối với thuyền nhân tị nạn. Người Việt đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và góp phần làm phong phú chính sách đa văn hóa của xã hội Úc. Cộng đồng người Việt luôn luôn đi hàng đầu trong việc cứu trợ thiên tai hay các công tác thiện nguyện như một thái độ biết ơn một đất nước đã cứu mang mình. Người Việt tại Úc đã được các nhân vật trong chính giới, trong chính quyền, trong tập thể cựu chiến binh nhận xét qua các cuộc phỏng vấn sau đây. Over the 10 years I've made very, very good friends with the Vietnamese communities. Trong 10 năm, tôi đã kết thân với cộng đồng người Việt. Tôi đã chia sẻ những câu chuyện của họ, đã nghe thấy nỗi đau của họ và đã nghe kể về hành trình của họ từ Việt Nam. Nhiều người tị nạn Việt Nam đã xem nước Úc, đặc biệt là thành phố Brisbane, như là nhà của họ. Tôi nghĩ không chỉ trong quốc hội, mà trong cộng đồng rộng lớn hơn là tôi muốn bảo đảm rằng lá cờ đang được trưng bày trong văn phòng của tôi chính là biểu tượng của tự do trên khắp nước Úc. Bà Nancy Vivian là thư ký riêng của Bộ trưởng Ngoại giao Úc. Bà làm việc cho chính phủ Úc và cho Liên Hiệp Quốc liên quan đến kế hoạch tái định cư hơn nửa triệu người rời khỏi Việt Nam. Bà cho biết, tôi đã làm việc tại Indonesia vào thời điểm đó và tôi cũng đã đến Malaysia để tìm hiểu tình hình người Việt tị nạn. Các nước phương Tây vẫn chưa mở cửa đủ. Vì vậy, khi người Malaysia nói là họ sẽ bắn vào các thuyền nhân, sẽ đẩy họ ra biển, điều đó thúc đẩy mạnh mẽ các nước Úc, Canada, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đi nhanh đến hội nghị ở Geneva vào tháng 7 năm 1979 và áp lực Việt Nam phải ngăn chặn người Việt ra đi. Bởi vì nếu họ không làm điều đó, chúng tôi sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh hơn. Kết quả là chính quyền Việt Nam quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn người ra đi. Sau đó, ra đời chương trình ra đi có trật tự. Thái độ phản đối người Việt Nam nhập cư vào Úc đã thay đổi nhanh chóng vì những người Việt đến Úc rất chăm chỉ, khiêm tốn, biết ơn khi được nhận vào xã hội Úc. Họ đã nỗ lực hội nhập vào xã hội Úc mà vẫn duy trì tôn giáo, ngôn ngữ và phong tục tập quán của họ. Trong 28 năm, tôi là thành viên của nghị viện, gần như không xảy ra sự mâu thuẫn nào giữa cộng đồng người Việt với xã hội Úc rộng lớn. Và nói cộng đồng người Việt ở Nam Úc là một ngọn hải đăng cho sự thành công của chính sách đa văn hóa. Những người tị nạn Việt Nam đã đóng góp rất nhiều để đẩy mạnh tinh thần đa văn hóa và khiến cho người Úc cảm thấy thoải mái hơn về chương trình di dân lớn của chính phủ Úc. Vì vậy, chính cộng đồng người Việt đã mở đường cho các nhóm thiểu số khác không nói tiếng Anh được di cư đến Nam Úc. Trong nước Úc, lúc nào cũng có một thái độ chống lại người tị nạn đến từ bất kỳ quốc gia nào. Một số người nói rằng, chúng tôi đang sống yên ổn, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ ai đến đây. Tôi luôn luôn tin tưởng là cần có chương trình nhập cư và có lẽ nên tăng thay vì giảm số người nhập cư. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ những người này bằng cách cung cấp cho họ những dịch vụ cần thiết. Thủ tướng Malcolm Fraser đã mạnh mẽ chấp nhận người tị nạn Việt Nam. Ông không bao giờ chùn bước ở bất kỳ giai đoạn nào. Tôi nghĩ rằng cộng đồng người Việt hôm nay không có gì phải lo ngại về lịch sử của mình. Họ đã có một lịch sử tốt đẹp, một lịch sử mạnh mẽ, một lịch sử vững chắc.
một lịch sử mà họ có thể tự hào. Và tôi cũng tự hào đã được liên kết với họ. Là một thành viên của Nghị viện tiểu bang, tôi muốn liên lạc và kết nối với cộng đồng người Việt ở Tây Úc để tôi có thể đại diện tốt hơn cho cộng đồng và tiếp tay với tư cách thành viên của Nghị viện. Chúng ta có một cộng đồng người Việt lớn tại Tây Úc và đang có thêm nhiều người di cư mới đến từ Việt Nam. Họ rất cần được giúp đỡ để hưởng sự hỗ trợ của chính phủ và hướng dẫn về các dịch vụ hiện hữu. Là một thành viên quốc hội, tôi có thể tiếp tay giải quyết các yêu cầu như thế và tôi muốn kết nối với các cộng đồng địa phương ở đây. Một điều rất quan trọng mà chúng tôi đã nói rõ rằng Úc sẽ là quốc gia chào đón người tị nạn. Mọi người đều có chỗ đứng trong xã hội. Chương trình định cư của chính quyền của tôi xác định những ai từng là đồng minh của chúng tôi để chúng tôi hợp tác chặt chẽ với họ. Và vì vậy tôi đã tham gia vào công việc tiếp đón người tị nạn, giúp họ định cư. Tôi tin rằng chẳng những mọi người nên duy trì di sản, ngôn ngữ, văn hóa của mình mà họ còn nên chia sẻ với những người khác. Không nên bận tâm về việc bạn từ đâu đến. Nếu bạn có mặt ở đây trong ngày Anzac, bạn sẽ thấy những người từng qua Việt Nam chiến đấu. Họ đang diễn hành một cách đầy tự hào với những người Việt Nam cùng chiến tuyến với họ. Chúng tôi nói với người Việt Nam, hãy mang văn hóa của bạn đến đây, hãy chia sẻ văn hóa của bạn. Nó là một phần của văn hóa nước Úc. Úc Châu là một nơi tuyệt vời để bạn dự phần, phải không? Isn't it a great place to be part of? Bạn có thể tưởng tượng tại sao họ phải ra đi, đặc biệt là khi người Mỹ và người Úc rút quân, rồi sau đó là sự hỗn loạn. Đó là điều người Mỹ không bao giờ hiểu được, bởi vì tất cả là một sự ngộ nhận. Người Mỹ tin rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một hiện tượng bình thường, và cộng sản Trung Quốc cũng giống như cộng sản Việt Nam, và người Mỹ chẳng hiểu gì về Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc quay trở lại, kể từ lúc được dân biểu Hansen đề xướng, thì điều quan trọng là người Việt Nam và người Úc cần phải lên tiếng để bảo vệ những người tị nạn đi sau. Họ cũng vì trốn chạy chế độ độc tài mà phải trải qua cuộc hành trình đầy gian khổ, nhưng khi đến đây lại không được hoan nghênh. And for some years, I forgot my comrades. Trong một thời gian dài, tôi đã quên mất đồng đội của mình. Sau này, khi nói chuyện với một cựu quân nhân Việt Nam về kế hoạch xây đài tưởng niệm ở Victoria, anh ấy đã nói một điều mà tôi nhớ mãi. Chúng tôi chẳng có một nơi nào để tưởng niệm những người đồng đội đã khuất. Quá nhiều người đã hy sinh. Tôi đã cộng tác với anh ấy từ lúc khởi đầu xây dựng đài tưởng niệm ở Victoria này. Cộng đồng Việt Nam đã chung sức với chúng tôi. Họ gây quỹ giúp đỡ rất nhiều, cung cấp hầu hết kinh phí. Đây là nơi mỗi ngày lá cờ vàng ba sọc đỏ cùng với cờ của các quốc gia khác tung bay trong hòa bình, hài hòa và trong danh dự. Một ví dụ nhỏ để kết thúc. Ở đây chúng tôi có một câu lạc bộ Việt Nam, nơi có nhiều người cao tuổi thường họp mặt mỗi tuần một lần. Cách đây mấy năm, nhân ngày Black Friday xảy ra một đám cháy lớn. Ngay lập tức, những thành viên câu lạc bộ quyên góp được $9,000 chỉ trong một buổi sáng để giúp đỡ những nạn nhân người Úc. Đó chính là tình huynh đệ, không chỉ có giữa các chiến binh mà còn là tình người với nhau. Tôi cảm phục cộng đồng Việt Nam. Tôi không còn gọi họ là cộng đồng Việt Nam, mà gọi họ là cộng đồng người Úc gốc Việt. When I first came back to Australia from the war in Vietnam, khi tôi mới vừa từ cuộc chiến tranh Việt Nam trở về nước Úc cùng với nhiều người Úc khác, chúng tôi không biết nên có thái độ nào đối với người Việt Nam. Thế rồi sau đó khi chúng tôi chứng kiến làn sóng người Việt Nam đào thoát khỏi chế độ cộng sản,
thái độ của chúng tôi đã thay đổi bởi vì chúng tôi bắt đầu cảm thông với họ. Ngày nay, mối liên kết giữa người Việt Nam tại Úc và tập thể cựu chiến binh Úc thực sự tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi đón nhận người Việt một cách thân tình như những công dân Úc. Hơn nữa, chúng ta còn thấy họ cần cù như thế nào. Bạn biết đấy, họ hết lòng quan tâm đến xã hội Úc, mà vẫn giữ niềm tin của họ về Việt Nam. Điều đó đã khiến cho các cựu quân nhân Úc gắn bó với cộng đồng người Việt ở Úc, đặc biệt là người tị nạn. Và hôm nay, cộng đồng người Việt có sinh hoạt này để chúng tôi có mặt và thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Trẻ trung hóa các ban chấp hành cộng đồng là mối quan tâm của những người lãnh đạo cộng đồng thế hệ thứ nhất. Khởi đầu tại tiểu bang Tây Úc thập niên 1990, sau đó phát triển mạnh tại Victoria, New South Wales và Queensland. Cô Kate Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Cộng đồng New South Wales cho biết, để góp phần xây dựng tích cực một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, cộng đồng đã thành lập một chi hội dành riêng cho giới trẻ nhằm hướng dẫn các em hoàn thiện kỹ năng cá nhân và khuyến khích các em tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Sáng kiến thứ hai do Ban chấp hành Cộng đồng Victoria năm 2014 khởi xướng việc tổ chức các khóa huấn luyện lãnh đạo hai nguồn gốc. Trong vai trò chủ tịch, cô Phượng Vĩ cảm thấy lạc quan khi thấy các bạn trẻ đã học hỏi được nhiều từ nội dung diễn giả qua những cuộc bàn thảo tranh luận. Tham gia cái khóa lãnh đạo này thì chúng em có thể có cơ hội để mà gặp gỡ được nhiều bạn mới, kết nối với nhau, làm bạn và qua đó chúng em có thể học hỏi trong những cái tựa đề rất là nhạy cảm hay là cách để chúng ta có thể trở thành những người lãnh đạo tốt trong cái môi trường mà chúng ta đang sống hay là chúng ta làm việc cũng như trong gia đình của chúng ta. Các bạn trẻ thế hệ thứ hai nên tham gia những cái chương trình như thế này để mà tiếp cận với xã hội của mình tốt hơn và giúp ích cho cộng đồng Việt Nam mình hơn. Bác sĩ Cường có mời vô ban chấp hành mở rộng thì thấy các chú bác có cái nền tảng sẵn đây rồi thì mình chỉ vô mình góp phần một cái phần nào. Được học hỏi từ những thế hệ trước, các chú, các bác, các anh chị rồi lại bây giờ gặp những đàn em thì đó là một cái điều rất là may mắn cho con. Tuy nhiên thì mỗi một người chúng ta mình có thể tham gia với những cái khả năng cũng như những cái thời gian mình có thể được. Cái mục đích cuối cùng của lý tưởng của những người tị nạn chúng ta đạt được là giải cứu đồng bào và quê hương. 10 năm nữa mà các chú bác ở trong cộng đồng mất rồi, chúng ta sẽ phải là cái người bước tới để mà nối tiếp cộng đồng. Cái gốc rác của chúng ta là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy tiếp tục giữ vững ngọn cờ. Vai trò là ủy viên ẩm thực của cộng đồng thì những cái buổi gây quỹ của cộng đồng về vấn đề ẩm thực thì cũng thật sự nói là cũng được thành công. Với Thanh rất là vui là đã được đóng góp một chút gì đó cho cộng đồng. Hồi trước đi hát hay là gì lâu lâu mình được trả không nhiều, nhưng mà mình được trả tiền, còn vô cộng đồng thì mình không được trả tiền đâu. Nhưng mà thật sự mà nói là rất là vui thì mình cũng đã được góp cái công của mình, cũng giống như là mình giống lên được một cái tiếng chuông hay là một ngọn đuốc để hun đúc tinh thần của tuổi trẻ. Có một cái cuộc hội nghị là thanh niên thế giới
mà tổ chức tại Jamaica. Chỉ có một mình tôi là người Việt Nam thôi. Thì hồi đó cái bài diễn văn đó, hầu hết là mình nói về vấn đề tố cáo nhân quyền tại Việt Nam. Phải nói là cái tinh thần chống cộng vào cái thời gian đó đó, nó cao độ lắm. Cái gì cũng mình cũng tiến tới. Thanh Hùng bắt đầu là một ca sĩ cho cộng đồng, cho để hát đấu tranh cho những trường hợp mà đấu tranh chống cộng. Bảo Châu cũng là một cái người tham gia vô sinh hoạt của Tổng hội sinh viên Việt Nam ở đây. Khi mà mình sống ở chỗ nào đó thì mình có cái bổn phận và cái trách nhiệm để mà mình làm cho cái cộng đồng của mình nó được tốt đẹp hơn. Cộng đồng nó cũng rất mở rộng vòng tay, tiếp sức cho các bạn trẻ có cơ hội tiếp nối những cái công việc của thế hệ đi trước, tìm hiểu về lịch sử, phát huy những cái nét đẹp văn hóa và truyền thống của người Việt. Đêm 26 tháng 4 năm 2019, một nhóm bạn trẻ đã tổ chức đêm thắp nến tại tượng đài thuyền nhân thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, để tưởng niệm những nạn nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Cái lý do mà con cảm thấy cầm cái lá cờ của mình á, con thấy rất là quan trọng. Có thể là nhiều người bạn trẻ lớn lên không có hiểu rõ cái lá cờ của mình là gì. Vì con á, thì con hiểu, vì hồi xưa á, ba con có nói màu vàng là cái màu da của người Việt của mình, còn màu đỏ là cái màu máu của ba miền. Trong các lớp học Việt ngữ, học sinh thường được giáo viên đặt các câu hỏi: tại sao người Việt đến đây? Tại sao chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ lá cờ vàng mà không phải là lá cờ đỏ? Hai mươi một năm vừa chiến đấu chống lại làn sóng xâm lăng của cộng sản, vừa xây dựng đất nước, người dân Việt Nam vẫn tạo được những phát triển nổi bật trong vùng Đông Nam Á và xây dựng một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tiếc thay, làn sóng đỏ đã phủ lên toàn đất nước sau ngày 30 tháng 4, 1975. Không sống nổi với cộng sản, người miền Nam ra đi tìm tự do, nhưng họ đã mang theo một di sản quý giá của dân tộc, đó là nền văn hóa Việt Nam. Sau 45 năm định cư, từ hai bàn tay trắng, người Việt tị nạn đã hội nhập vững vàng vào xã hội Úc, từ phát triển thương mại, bảo tồn văn hóa cho đến có mặt trong các vị trí then chốt của xã hội. Thế hệ thứ nhất đã khổ công xây dựng cộng đồng, thế hệ trẻ đang dần dần đảm trách các vai trò lãnh đạo. Khả năng hội nhập nhanh chóng của người Việt và sự nâng đỡ của chính phủ Úc đã góp phần phong phú hóa xã hội đa văn hóa của một đất nước đa sắc tộc, khiến cho cựu bộ trưởng di trú John Hodges đã có một cảm nhận đặc biệt về người Việt tại Úc. And I say that in, with all my heart. Tôi nói với tất cả trái tim mình rằng đất nước này sẽ nghèo hơn nếu chúng ta không có người Việt Nam ở đây. Khi hồi tưởng lại quyết định chấp nhận người Việt tị nạn vào nước Úc, Thủ tướng Malcolm Fraser đã phải thốt lên: tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng chúng tôi đã chiến đấu bên cạnh những thường nhân ấy. Chúng ta phải nghĩ về đất nước chúng ta như một dân tộc thống nhất bằng cách học hỏi từ quá khứ, đóng góp cho hiện tại và đào tạo các thế hệ trẻ cho tương lai. Hãy tận dụng mọi cơ hội để phát triển các kỹ năng này, hầu giúp bạn trở thành những công dân mạnh mẽ, để có thể đóng góp cho tương lai của nước Úc. Hãy tự hào về con người bạn, hãy tự hào về di sản của bạn, hãy coi trọng những gì cha mẹ và những người đi trước đã hy sinh cho bạn. Tôi muốn khuyến khích các bạn nên học tiếng Việt. Even though we are here, we have the freedom. Don't forget the people of Vietnam. Mẹ con thường nói rất biết ơn đất nước Úc đã cưu mang
giúp đỡ gia đình con và tất cả những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. But don't forget your heritage. Đừng quên di sản của bạn và hãy tìm cách tranh đấu cho mọi người được quyền tự do và các quyền con người mà chúng ta đang được hưởng tại Úc. Khác với các sắc dân tị nạn khác, lịch sử 45 năm người Việt trên đất Úc là lịch sử của những thuyền nhân ra đi tìm tự do, mang theo khát vọng tự do cho tương lai Việt Nam. Họ đã cùng nhau xây dựng từ những tổ chức bán chính thức đến một cơ cấu vững chắc là cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Chầu. Với những nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều thành công đáng kể về mọi lĩnh vực trong xã hội đa văn hóa Úc, người Việt tị nạn vẫn luôn luôn hướng về quê hương Việt Nam, vừa bảo tồn bản sắc dân tộc, vừa gắn bó với mảnh đất tự do, nơi họ coi là quê hương mới. Thank you.